Lô đang quá trình sơn móng nha anh em. Sơn màu, sơn lót, sơn móng. Đấy. Anh em nhìn như này cũng biết rồi, sơn móng. Nói chung bên em sơn là sơn sơn màu thì phải sơn lót. Đó, anh em nhìn sơn lót ở bên trong là màu trắng trắng đấy. Cái xe là tốc hành nha anh em. Đó, nhìn phản quang. Cái này có kim tuyết đấy. Màu này là xanh lục bảo nha anh em. Quá dữ luôn. Nói chung cũng phải gặp anh em chịu chơi thì mới được nha anh em. Không mà mình sơn cũng không được đâu. Cái này là cá đều này. Có VIP cho một chiếc xe. Xe là khung sườn là bằng khung sườn đi rừng rồi anh em. Mâm 14. Bên em thì chuyên làm ác hộp nha anh em. Chỗ khác thì không biết chứ riêng cái chỗ ác hộp, cái ác này thì phải làm ok nhất có thể. Ngày mai xuất xưởng. Ôi à. Ra chiếc này là chuẩn bị ra thêm 3 chiếc bôn chung nữa anh em. Bôn chung là nhất luôn. Nhưng mà cũng nhiều ông khó tính lắm. Có tiền, có tấn. Và anh em biết rồi. Nhưng mà vẫn nhiều ông rất là ok cho anh em. Thì bên em thì làm cái càng này là nó khá là lâu. Riêng cái sơn này thì là anh em cũng biết rồi, sơn 3 lớp mà. Cả keo, cả đồ, cả bóng. Nhiều lắm, rất là tập luôn. Đợt bữa sơn là mình em là sơn kiểu này đầu tiên đấy. Bây giờ thì anh em nó cũng học theo, nó làm theo. Thì cũng không nói tại vì khách nó yêu cầu như thế. Đôi khi khách nó thấy bên mình làm quá nhưng mà muốn làm chỗ mình thì lại lâu quá, nên là làm chỗ khác cũng phải làm kiểu đá đá như này. Thì anh em mẫu thì cũng là người ta sáng tác trước. Nhưng mà kiểu mình đi thêm vài thứ vài món này kia thì đôi khi người ta vẫn theo nha anh em. Nói chung anh em cơ khí mà làm chung thôi, không sao cả. Nhưng mà mình không thích mỗi là cái mặt nạ này cũng lấy thì thôi chứ đúng không anh em. Làm giống thì được nhưng mà quan trọng là mấy cái đồ thì mặt nạ là mình làm từ trước tới giờ là kiểu vậy, nên là giống thì giống nhưng mà cũng phải vài phần logo riêng nha anh em. Đây là logo này là AT đó anh em. Thì chữ A đầu tiên thì mình lấy là chữ A đó. Nó nhiều ông cũng lấy cái này để về lắp. Quá nét nha anh em. Sơn nét. Nét căng bóng loáng. Đợt này thì dập luôn. Nắng quá. Mặt nạ là sơn màu chrome. Đây, cho anh em xem màu chrome lên anh em xem. Màu trắng cường nha anh em. Chai. Tới màu này luôn. Đứng xa ra cho anh em xem.
bị sơn cái phần mặt nạ nữa là xong đấy. Mấy chiếc ở trong đây anh em, mới lật luôn. Trên toàn hàn tôn hết rồi. Này chiếc này cũng lật luôn. Này thì đang làm máy vỏ. Đây màu sơn đây anh em, đó là màu sơn màu xịn, anh em nhìn qua là biết rồi. Tống này bên dưới này tăng nét luôn. Thank you.